sau khi bản cập nhật 7 lần này thì mấy ông đánh giá nó như thế nào? Chứ tôi thì thấy nó lắc lắm mấy ông ạ, mặt cười. Nên hôm nay tôi sẽ làm thêm một số mẹo trong King Legacy cho mấy ông nào đang cần nghe. Thì nói sơ qua, update 7 của King Legacy có thêm 4 con boss mới là sự kiện biển của biển 3. Và điểm đặc biệt nằm ở chỗ là dù ít đảo nhưng khi mấy ông đánh boss vẫn văn game như thường nha. Và trước đó lưỡi hái đã bị nếp độ hồi máu gần như mức thấp nhất rồi, và có lẽ mấy ông cũng đang cần tìm một cây nào đó hút máu tốt hơn phải không? Vậy thì giờ vào video luôn cho nóng nhè. Đầu tiên thì tôi sẽ chỉ cho mấy ông cách feed lắc gần như là tuyệt đối, vì các sở kiều sẽ bị biến mất và giảm lắc rất nhiều cho mấy ông. Trước tiên tôi sẽ test khi không bật và sau khi bật cho mấy ông xem trước. Mấy ông muốn bật thì nhấn vô setting và chọn dòng cuối cùng nha, khi đó nó sẽ feed lắc cho mấy ông nhưng chỉ những sở kiều của quái hoặc người khác thôi nha. Đấy, mấy ông có thể thấy nó đã xóa đi vụ nổ rồi nha. Còn tùy thuộc vào sở kiều của người khác nữa nha, nên không phải xóa hết đâu. Với cái feed lắc này thì việc mấy ông đánh là ok hết và sẽ không thể nhìn thấy sở kiều của người khác. Thời gian gần đây thì việc admin thêm vô các sự kiện biển mới cho C3 thì admin còn thầm lặng thêm các vị trí mới của sự kiện biển. Và đa số thì nó xa hơn mấy ông ạ, và tôi chưa gặp quá nhiều nên chưa biết hết để chỉ cho mấy ông, nhưng mà tôi sẽ hướng dẫn một số cách để dễ tìm thấy hơn nha. Trước tiên thì mấy ông phải ra xa hơn các đảo, thường thì đi tới giữa biển là được nhưng không xa quá. Nghe có vẻ khó hiểu nhưng mà tôi cũng không biết mô tả như nào nữa. Mấy ông cứ chạy như vậy, khi nào tìm được thì thôi. Sẽ có nhiều trường hợp nó nằm sau đảo hoặc rìa đảo nên rất khó kiếm. Một số server tôi còn tìm thấy ở các đảo phía sau chứ không riêng gì ba đảo đầu đâu nha. Tiếp theo thì tôi sẽ nói đến kiếm hút máu khủng và mèo ép ngọc hút máu cho cây nào thì ngon cho mấy ông. Thì mấy ông cũng biết có hai cây được hút máu sẵn như lưỡi hái hay Acosabia rồi, đúng không? Vậy nếu ép ngọc hút máu vô cây khác thì có ngon không? Thì tôi nói thẳng là không thể hơn cây lưỡi hái cũ được, nhưng sẽ ngon hơn nha mấy ông, mặc dù tỷ lệ hút được chỉ có 35% thôi. Vậy thì nên ép cho cây nào mấy ông nhỉ? Đáp án sẽ là cây có lượng đam khủng nha. Nhưng không phải mấy cây như song kiếm hay đam to khác, mà lại là cây gây được cao đam nhất ở một hit. Như cây tôi xài là kiếm âm nhạc hit thứ nhất lên tới 15.000 đam, nghĩa là nếu mấy ông có thể hút máu thì cây này chẳng khác gì lưỡi hái cả, và nó sẽ liên tiếp thêm 2 hit nữa và tổng đam cho nó rất lớn, hút thậm chí mạnh hơn cả lưỡi hái và còn không phải một hit. Nói chung cây này rất ngon mấy ông ạ. Tôi sẽ vô dai và test thử cho mấy ông xem. Đối với các quái yếu thì mấy ông không thể tận dụng tối đa, nhưng mà nó đủ ngon rồi mấy ông ạ. Tôi sẽ chơi liều để test công dụng cho mấy ông xem. Đấy, và mấy ông có thể thấy nó bá như nào rồi. Vậy thôi, bye mấy ông, tôi đi ngủ đây. Yeah.